Thưa quý vị và các bạn, xác định được 5 loại cây trồng chủ lực, huyện Bảo Yên đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân. Trồng dâu nuôi tằm mặc dù không mới, nhưng khi áp dụng công nghệ cao thì đây là nghề mới mang lại thu nhập khá cho bà con trong cùng điều kiện chăm sóc như nhau. Mặc dù nắng nóng nhưng đàn tằm của chị Hoàng Thị Ngân ở thôn Làng Bèn vẫn được bảo vệ bằng cách đưa vào phòng điều hòa nhiệt độ. Chi phí về tiền điện có tăng khoảng 200.000 đồng mỗi tháng. Nhưng đổi lại, tằm của gia đình chị không bị chết do nóng. Vòng đời mỗi lứa tằm rút ngắn xuống khoảng 10 ngày. Con tằm này so với mình đi làm những cái công việc khác thì cái này nó rất là nhẹ nhàng thôi. Vì mình chỉ biết đi hái lá về cho nó ăn thôi. Còn những cái công việc khác thì suốt ngày phơi mưa phơi nắng. Cái này thì mình hái về, kể cả là lấy về xong là cho nó ăn sáng, ăn trưa, ăn tối ăn, mình còn tha hồ nghỉ. Thời điểm dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, việc xuất kén tằm về xuôi bị hạn chế, giá thấp. Anh Vũ Văn Trình ở thôn Cóc Khiểng đã tranh thủ làm nhà lạnh để có thể nuôi tằm khi thuận lợi trở lại. Hơn 20 triệu đồng đầu tư làm phòng kiên cố, lắp điều hòa và đầu tư thêm giàn nuôi tằm di động. Ngoài ra, anh còn lắp thêm thiết bị đo nhiệt độ để luôn kiểm soát nhiệt độ phù hợp cho tằm sinh trưởng. Nuôi tằm trong phòng điều hòa, năng suất kén tăng lên khoảng 20%. Tỷ lệ sống của tằm đến khi vào kén lên đến 95%. Riêng về cái mô hình tằm lạnh này, khả năng trong thời gian tới, tức là những người mà đã theo hợp tác xã thì cũng tin tưởng là cũng sẽ phát triển về cái mô hình tằm lạnh này rất nhiều. Khi mà cùng nhau lấy con giống ở nhà giống về, là mình một số nhà là thả xuống đất, và một số hộ như gia đình nhà tôi có cái mô hình này là tôi cho lên trực tiếp trên khay. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là về cái chế độ ngủ nghỉ của nó là rất là chính xác. Như những cái nhà mà không nuôi tằm lạnh có thể ngủ, có thể là kéo dài 3-4 ngày ở dưới đất, tức là nó ngủ thời gian kéo dài hơn này. Nhưng mà nếu như tằm lạnh thì đúng 10 ngày là con tằm lên kén. Từ nguồn hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đầu tư làm 5 nhà tằm có điều hòa, huyện Bảo Yên đã vận động người dân tận dụng phần dưới của nhà sàn để làm phòng lạnh nuôi tằm. Cách làm này đang được địa phương phổ biến nhân rộng để việc nuôi tằm đạt hiệu quả cao nhất. Chuyển đổi từ cái nhà nuôi truyền thống sang nuôi tằm điều hòa, nếu mà xây dựng ngay từ ban đầu thì cái chi phí nó cũng tương đương như nhau, nhưng mà cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Thì từ năm 2020 chúng tôi triển khai đồng bộ là các hộ gia đình nào mà nuôi đăng ký trồng dâu nuôi tằm liên kết hợp tác xã thì chúng tôi đều tư vấn và hướng dẫn các hộ chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm và nuôi tằm trong nhà điều hòa để có thu nhập cao hơn. Bảo Yên đang xúc tiến việc xây dựng nhà máy ươm tơ tại địa phương và mở rộng vùng trồng dâu lên khoảng 500 hectare. Việc quy hoạch vùng trồng dâu, giám sát việc thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ kén tằm giữa các hộ dân với các hợp tác xã được thực hiện chặt chẽ, sẽ góp phần khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất, giúp bà con nông dân làm giàu bền vững.